Hello, chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái món cá chiên tương hột nha các bạn. Để làm cái món cá chiên tương hột này á, thì mình có chuẩn bị gừng nè, hành lá, mình rửa sạch, cắt khúc. Gừng đó thì mình cắt sợi nha các bạn. Tiêu, xì dầu, tương hột. Bột nêm, một chút rượu trắng. Cá đó thì mình mua về á, mình mua về mình rửa sạch nha các bạn. Tại vì ở ngoài chợ đó thì họ cũng đã làm cho mình rồi, nhưng mà về thì mình phải rửa sạch nó đi. Rồi các bạn thấy không, cái những cái sống xương cá này các bạn, nó sẽ đọng những cái máu tâm đó, ở ham đây bên cái xương cá, và ngay cái chỗ hốc miệng này, chỗ này là các bạn, nó sẽ có một cục máu tâm ở đây. Nếu mà cái người làm cá họ chưa có lấy ra đó, thì mình về mình phải lấy cái cục máu tâm ở ngay chỗ này ra nè các bạn. Nó nằm ở bên dưới, nó nằm trong này. Còn là cái xương này nè, ở mấy cái đốt xương này nó sẽ đọng những cái máu ở đây nè các bạn. Mình rửa sạch hết các bạn thấy không, mình rửa sạch, mình nạo ra hết rồi đánh vẩy lại hết. Sau đó đó thì mình rửa muối các bạn, rửa muối xong rồi thì mình sẽ dùng cái rượu trắng này nè, mình rửa lại cá, rửa lại cá cho nó sạch rồi bắt đầu mình xả lại nước lạnh nha các bạn. Cái con cá này á, hôm nay mình mua đó thì nó có trứng này các bạn, trứng của nó bự ghê không, mà mỡ nữa, các bạn thấy mỡ này, mỡ của nó này, thấy ngon ghê không. Sau đó thì mình cắt khứa nha các bạn, mình cắt cái khứa như thế này để cho nó, tí nữa mình ướp á, nó sẽ đậm đà cái gia vị. Cái cá bắp tương hột này á thì mình sẽ cho vào đây á là 2 muỗng tương hột nha các bạn, mình lấy cả nước luôn. Cá này nó bự quá, chắc mình thêm nửa muỗng nữa. Muỗng rưỡi tương hột và lấy cả nước luôn nha các bạn. Sau đó thì mình cho vào đây là 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng nước tương nha các bạn nha. Và một chút xíu tiêu. Nửa cho nửa muỗng cà phê bột tiêu thôi nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng đường cát này nè các bạn. Và mình muỗng dầu ăn đây các bạn nha.
Rồi sau đó mình sẽ trộn đều lên. Tắm cho nó tan mấy cái đường với lại cái bột nêm lên cho nó đều một tạng. Rồi bây giờ mình sẽ ướp đều vào cái con cá này cho nó đều vào. Mình cho nó vào trong cái ruột cá luôn nha các bạn, cái bụng cá luôn. Trong cái bụng của nó luôn nha các bạn, cho đều hết, cho tàu cá cũng cho đều hết. Đây mình bắt một cái nồi hấp nha các bạn, cái một cái nồi nước ở đây. À, khi mình hấp thì mình dùng cái nồi hấp này nè các bạn, mình dùng cái lỗ mà nó to nha các bạn nha. Lỗ nhỏ thì mình dùng sôi nè, mình hấp. Mình cho là lưng cái nồi nước này. Bên cái nồi nước này thôi nè các bạn. Nó có cái nhấn nè, ở đây nè, mình chỉ lấy nước tới đây thôi. Rồi bây giờ thì khi mà ướp rồi đó thì mình sẽ rải hành lên các bạn. Ở đây mình có thừa lại một cái chai rượu mình nó hết là mình rửa cá hết là mình còn có nhiêu đây mình để một chừa một chút xíu, chừa lại một chút xíu này là để mình rải lên trên cái con cá nè các bạn, để một chút xíu rượu trắng lên. Bỏ hết chỗ gừng này vào. À, mình ướp đó, ướp nước khoảng 10-15 phút cho nó ngấm xong rồi thì mình sẽ nước nó sôi rồi đó các bạn, mình sẽ bỏ vào nồi để mà hấp. Hấp cái cá này thì nó mau chín các bạn ơi. Khoảng chừng 15 phút là mình đã thấy nó chín rồi. Ở đây mình có cái khoai này nè các bạn. Khoai này là khoai lang.
khoai lang của Mỹ các bạn ơi. À, nó không có được bột mà như là cái khoai lang Việt Nam của mình. Khoai lang Mỹ này cái loại đỏ nấu nó lên nó bở lắm. Cái loại này mình cũng có thể mình hay mua mình làm cà ri với các bạn, mình nấu cà ri. Còn luộc thì nó rất là bở. Cái tháng hè đó, nếu mà có khoai lang này thì mình sẽ cắt nó ra là mình chiên đó các bạn. Mình chiên ăn thôi chứ luộc thì nó bở. Nhưng mà hôm nay thì chắc phải luộc thôi, lại vì ở ngoài trời lạnh lắm, không có ra ngoài chiên được. Mình sẽ cho cá vào mình hấp nha các bạn. Trời, nước nó nóng rồi, nó sôi rồi. Thế như cái này mình để khoảng 15 phút, 20 phút là nó sẽ chín thôi. Sau đó mình sẽ có một món cá hấp tương hồ rất là ngon, cá chiên tương. Bây giờ mình đi cắt dưa hấu nha các bạn. Dưa hấu thì nó nhỏ và nó cũng nặng nha luôn. Trong khi chờ đợi cá nó chín đó, thì mình đây mình sẽ đi cắt dưa hấu.
đi hướng thì cũng khá là đỏ các bạn. Mình nghĩ là chắc non lắm đây. Cũng ngọt nhưng mà không có ngọt lắm các bạn. Nhìn đỏ nhưng mà không có ngọt lắm. Cái cắt nó ra thế này các bạn, xong rồi bỏ vào tủ lạnh thôi, tủ lạnh nó cho nó lạnh rồi lấy ra ăn, chứ là không cũng ngon. Khi ăn là mình không có cần phải cắt vỏ cho vỏ vỏ bạn, như hấu thì nó không có cột các bạn, nó rất sức mềm. Chỉ có một cái mới thấy cái mềm cái một, còn là cái nó không có ngọt. Nhà bạn mình đó trồng mùa hè đó, họ trồng dưa hấu các bạn, trồng dưa hấu rồi họ trồng dưa cái dưa lưới đó, dưa lưới ngon lắm, dưa lưới ăn nó ngọt liền mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm người được không ngoài chị gác mà. Khoai lang này chắc mình có thể rửa sạch tới giờ trước mình vô thôi. Trời này lạnh lắm các bạn, đây mình là đang mùa đông đó. Chứ nếu mà mùa hè thì mình sẽ cắt rồi mình cho nó mòn riêng. Mấy năm trước đó mình cũng có trồng khoai lang đó các bạn, mình trồng thử có 2 cây à, mà nó cũng ra nhiều củ ghê luôn. Cái hồi mà đi thu hoạch cà củ của nó thú vị lắm các bạn. Mình mua mình ăn đó thì mình không thấy ghê, không biết gì hết, nhưng mà khi mình trồng đó và cái hồi mình thu hoạch đó, trời ơi, mình đào ở đây mình thấy củ nó bự, mình mê lắm, mình thích lắm các bạn. Chưa biết là nó có ngọt, nó có bột, nó có ngon hay không à, nhưng mà hễ đào lên mà thấy củ là trời ơi mê lắm, thương lắm. Cái nưng lên cái củ khoai thương lắm các bạn. Mình đi mua ngoài chợ về mình ăn nó thì không biết gì hết, nhưng mà khi mình trồng với các bạn, khi mình trồng mà mình chờ tới hồi mình thu hoạch nó vui lắm, thích lắm. Cái bao tải mà bên mình đó họ hay đựng gạo mà đựng một tạ gạo đó các bạn, họ bằng cái bao bố đó. Chứ mình mua đất về mình đổ trong cái bao bố đó và mình bỏ cái khoai lang cho mình trồng thì nó cái rễ nó chỉ trong cái bao đó thôi, cái con là nó đang ra tùm lum đó. Chút nữa thì mình sẽ đi luộc khoai lang. Cái mùi cá trên tương nè, gần mùi
hành, mùi tương là thơm ghê luôn à. Rồi cái món là cá lóc tương hột gừng hành giờ đã chín rồi nè các bạn. Các bạn ơi, hôm nay thì mình ăn cơm với lại cái món cá chiên tương này. Món tráng miệng thì mình có dưa hấu. Mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái món cá chiên tương này lắm, vì nó rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Món cá hấp hay là đừng có dầu mỡ nhiều quá các bạn, thì nghĩ là nó tốt cho sức khỏe hơn. Mà cái con cá này ngày hôm nay của mình đó, nó có trứng, trứng nó bự ghê các bạn này, hấp dẫn luôn các bạn. Thôi mình chúc các bạn đó sẽ thành công cái món cá hấp này nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Các bạn nhớ like và share cho mình nha. Nhớ bấm nút đăng ký nha các bạn. Bye bye.